giáo cùng các bạn học sinh thân mến. Đất nước Việt Nam, đất nước của những câu hát ru ngọt ngào, đất nước của cánh cỏ trắng bay, đất nước của bàn tay mẹ tảo tần có bao năm tháng. Và từ trong ánh nguồn mạch xa xao ấy, người phụ nữ kết tinh của non nước là đề tài chưa bao giờ vơi cạn trên đầu ngọn bút của người nghệ sĩ qua nhiều thời đại khác nhau. Chân dung người mẹ là hình ảnh không bao giờ phai mờ trong mỗi chúng ta. Nơi đó là sự bao dung, là sự độ lượng, là sự chở che, là nơi cho chúng ta sự bình yên nhất sau những xô bồ, những căng thẳng trong cuộc sống. Hạnh phúc thay cho những ai biết trân trọng tình yêu của mẹ. Thưa thầy cô cùng các bạn, trên con đường gập ghềnh đầy chông gai thử thách, trái tim mẹ chúng ta đã mở lối bằng chính tình yêu kỳ diệu và vô điều kiện của người. Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ để đọc lên cho nước mắt trào rơi, vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời, thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ. Vâng, mỗi người được sinh ra trên cõi đời này, ai cũng đều có mẹ. Tình mẹ là thứ tình cảm quý giá và thiêng liêng nhất, không có gì có thể so sánh được. Mẹ đã bảo bọc, yêu thương con từ lúc con còn nằm trong bụng. Không biết sợi dây vô hình nào đã gắn kết hai quả tim cùng hòa quyện vào nhau. Sau thời gian 9 tháng cưu mang, con đã được chào đời là một thiên thần nhỏ bé, mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc tột cùng của mẹ. Cái giây phút ấy, tình yêu thương mẹ dành cho con thật thiêng liêng biết bao. Và rồi theo năm tháng, mẹ tần tảo gánh chịu bao nhiêu khó nhọc nuôi con khôn lớn, dạy dỗ, chăm sóc con nên người. Luôn theo dõi và nâng đỡ bước chân con khi lạc lối. Người đã hy sinh cho con tất cả, dù cuộc đời mình còn gian nan, bởi vậy mới có câu: đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ hơn cha. Tình cảm thiêng liêng cao cả đó được hai nhà văn Nguyễn Hạnh và Trần Thị Thanh Nguyên ghi lại trọn vẹn qua 14 câu chuyện nhỏ trong tập truyện Tình Mẫu Tử. Hôm nay, nhân ngày giới thiệu sách, em xin trân trọng gửi tới thầy cô cùng các bạn cuốn sách mang tên Tình Mẫu Tử. Được xuất bản lần đầu tiên năm 2007, cuốn sách gồm 2.000 bản và được in thành cuốn tại nhà xuất bản Trẻ. Sách dày 99 trang, khổ 11 x 18,5 cm. Bìa sách nổi bật với hàng chữ đỏ thắm, tên sách Tình Mẫu Tử. Hình ảnh người mẹ có gương mặt hiền từ, bao dung, ánh mắt rạng người niềm vui sướng ôm con vào lòng. Dường như mẹ muốn dành tất cả tình yêu thương cho đứa con bé bỏng của mình. Phía trên bìa sách là dòng chữ trắng 500 câu chuyện đạo đức, phía dưới là dòng chữ đen nhà xuất bản Trẻ. Với thiết kế nhỏ gọn, màu sắc bắt mắt, sách gồm 14 câu chuyện cảm động về tình mẹ con, chữ được in ấn rõ ràng, cố văn mạch lạc. Ở câu chuyện đầu tiên đã cuốn hút người đọc với hình ảnh người phụ nữ có nét đẹp chất phát, đôn hậu, tần tảo hy sinh hết lòng vì chồng, vì con, và một cậu con trai xem mẹ của mình là người đẹp nhất. Cậu bé so sánh mẹ của mình như nàng Mịch Tuyết với cách sống đơn giản và phải làm việc từ sáng sớm tới tối mịt mà vẫn đẹp. Cậu bé mạnh dạn viết thư cho công ty mỹ phẩm để được công ty chọn mẹ cậu bé làm hình ảnh đại diện cho sản phẩm làm đẹp. Vậy, người phụ nữ đó ra sao mà cậu bé xem là đẹp nhất? Và cuối cùng, giám đốc công ty mỹ phẩm có chọn mẹ cậu bé làm hình ảnh quảng cáo cho công ty hay không? Muốn biết, chúng ta hãy tìm đọc câu chuyện Ai là người đẹp nhất? Ở trang 7. Tiếp theo là những câu chuyện vô cùng cảm động về tình mẹ con. Sự hối hận khi vào vĩnh mẹ muốn cho chiếc quần lụa trắng, trong khi gia đình còn nghèo và lúc nào cũng ham vui, không chịu phụ giúp công việc gia đình và cũng hay quên lời mẹ dặn. Giờ đây khi không còn mẹ nữa mới thấm thía được sự cực khổ, hy sinh của mẹ khi mẹ qua đời. Và chúng ta sẽ trải qua những cảm giác xúc động khi đọc câu chuyện Ngày Giỗ Bà ở trang 27. Hay nỗi day dứt của người mẹ, mặc dù rất yêu thương con nhưng không có tiền mua cho con một món đồ chơi, chơi chụp cho con một tấm hình. Rồi cơn bệnh ung thư máu quái ác đã cướp đi mạng sống của người con. Người mẹ cứ mãi đau khổ và hối tiếc, rồi vô tình đọc được thông báo của chương trình viết thư của bạn và tôi. Đây là chương trình viết về những bí mật của bản thân và hứa sẽ được đăng lên báo. Theo các bạn, người mẹ có viết thư cho tòa soạn hay không? Nội dung lá thư đó sẽ như thế nào và có gì đặc biệt? Chúng ta sẽ biết được câu trả lời khi đọc câu chuyện, một bài thơ được thể hiện trang 40. Và tiếp theo là những câu chuyện vô cùng thú vị về hình ảnh tính cách của vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, Washington. Một người tài ba lỗi lạc, nổi tiếng khắp thế giới, vậy mà rất yêu thương mẹ mình. Dù bận việc nước, nhưng ông vẫn thích ngồi bên mẹ để nghe mẹ kể chuyện.
Các bạn có biết vì sao không? Chắc chắn mỗi người chúng ta đều có câu trả lời của riêng mình. Và chúng ta có thể thấy rằng với thể sắc lô nổi tiếng khắp thế giới là nhờ vào động lực nào. Từ khi bé, ông đã có một tuổi thơ khổ sở, một người mẹ mất trí và một người em không ai chăm sóc. Khi cha ông đã mất, ông từng làm đủ thứ nghề để nuôi sống gia đình. Ông luôn mơ ước sẽ trở thành một kịch sĩ. Và tại sao ông không mơ ước sẽ trở thành một bác sĩ hay kỹ sư mà lại trở thành một kịch sĩ? Có phải chăng tuổi thơ của ông đã có điều gì bí ẩn đã ảnh đến con người ông như vậy? Chúng ta sẽ biết được câu trả lời khi đọc hết cả hai câu chuyện Ngồi bên mẹ chương 54 và Vua hề sắc lô chương 72. Cuối cùng, nổi bật nhất vẫn là câu chuyện tình mẫu tử làm cho chúng ta vô cùng cảm động. Vì thế, tác giả lấy tên tập truyện đặt cho câu chuyện này. Qua hình ảnh mẹ con mềm mướp làm cho cô bé trong câu chuyện cảm thấy mình có lỗi khi không nghe lời, có thái độ vùng vằng với mẹ. Con mềm mướp trong câu chuyện là hung thần của lũ chuột, nhưng là người mẹ hiền từ với đám con mới sinh. Bởi thế người xưa mới có câu, hổ dữ không nỡ ăn thịt con. Với con người, tình mẫu tử là điều thiêng liêng nhất đã gắn kết mẹ và con từ trong trứng nước. Mẹ đã làm tất cả để chăm sóc con nên người. Vì vậy, những lúc vô ý là mẹ phiền lòng, chúng ta hãy mạnh dạn nói lời xin lỗi như cô bé trong câu chuyện. Lúc đấy, chúng ta sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và bình yên. Câu chuyện trên vô cùng ý nghĩa và được thể hiện ở trang 84. Và còn nhiều câu chuyện hay nữa giúp chúng ta hiểu được công lao trời biển của mẹ. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để mẹ buồn lên mắt mẹ nghe không. Phải nói rằng cả một tập truyện, mỗi câu chuyện là một tình cảm yêu thương nồng nàn, là sự kính trọng, biết ơn vô bờ bến đối với mẹ, là sự hối hận, đau khổ, day dứt khi làm mẹ buồn lòng. Những tình cảm thiêng liêng cao cả ấy của mẹ đối với con, chúng ta không thể nào cân đo đong đếm được. Bởi từ khi sinh ra, mẹ đã nuôi nấng dạy bảo chúng ta lớn dần lên theo tiếng ả ơi của mẹ. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Hãy yêu thương và đừng bao giờ để mẹ buồn lòng. Bởi lẽ mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng còn phải mồ côi. Trong suốt cuộc đời của mỗi chúng ta, hình ảnh người mẹ vẫn luôn bên cạnh động viên an ủi khi chúng ta gặp khó khăn, hụt hẫng giữa dòng đời với bao gian khổ, hạnh phúc. Nếu như không có mẹ dẫn dắt, dạy dỗ thì chúng ta không thể trưởng thành như ngày hôm nay. Toàn bộ tập truyện là những bài học giáo dục đạo đức. Chúng ta phải yêu thương và đừng và giúp những người trưởng thành suy ngẫm về thời gian qua, mình đã làm gì có lỗi với mẹ chưa, và luôn đặt câu hỏi là mình phải làm gì cho mẹ, chứ đừng nghĩ mẹ phải làm gì cho mình. Chắc chắn quyển sách này còn nhiều điều lý thú và ý nghĩa hơn nữa. Các bạn có thể tìm thấy quyển sách này trong tủ sách đạo đức tại thư viện trường. Mời các thầy cô cùng các bạn tìm đọc. Thật hạnh phúc cho những ai còn có mẹ, được đón nhận sự yêu thương che chở trong vòng tay ấm áp của mẹ. Chúng ta phải biết quý trọng, nâng niu và đền đáp công ơn ấy bằng cách học thật tốt, trở thành một người công dân có ích cho xã hội. Đó là món quà ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể dành tặng cho cha mẹ của mình. Các bạn hãy tìm đọc và cùng mình chia sẻ cuốn sách này nhé. Cuối cùng, em xin chúc ban giám khảo, các thầy cô giáo cùng các bạn một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cuối cùng, em cũng xin chúc hội thi thành công tốt đẹp. Em xin hết ạ.